Chúng ta vượt xích rất nhiều trong các cái bài trước. Vậy quỹ thùng thì quan tâm là cái vượt xích có điều gì rồi. Chúng ta xem xét một cái ánh xạ F từ RP vào RM và ánh xạ G từ RN vào RP tại một điểm A thuộc RN. Chúng ta giải thích lý do tại sao mà cái thằng lực xích đa biến ấy, ta có D F O G A bằng D F G A nhân với df dga đúng. Thế thì giải thích cái này về hướng gọi là ma trận tạo hàm của các hàm hợp, tích của các ma trận tạo hàm. Sử dụng cái hướng sử nhìn chúng ta đứng ở phía của mạng nhân ma trận để diễn đạt cái biến đổi tuyến tính. Nó nghĩa này, tức là đạo hàm của thành phần là thành phần có đạo hàm. Cái này nó hơi lòng vòng một tí. Chúng ta sẽ để tìm ra cái đường dẫn giữa cái ma trận đạo hàm và cái đường xấp xỉ tuyến tính phù hợp. Ở trong mục 13.3 chúng ta sẽ thấy rằng là cái đường xấp xỉ tốt nhất ý, của hàm G tại điểm A có thể tính toán với ma trận đạo hàm tại A. Cụ thể này ta Gx bằng cân bằng GA cộng cái thằng tạo hàm gradient tại A của G nhân x trừ A với x gần A. Thì đơn giản hóa ta biết là L bằng DGA để chỉ để ghi lại cái đạo hàm ma trận đạo hàm của G tại điểm A. Thì ta cái cuống có gì G Gx trừ GA gần bằng Lx trừ A. L nhân x trừ A. Đây là một cái phép nhân ma trận vector, thằng L là ma trận x trừ a vector. Sau bạn ta sẽ viết là m bằng dfga, dfga đúng không, cái nào nhỉ, dfga cái này. Ta có để ghi là cái ma trận của f tại điểm a và fi trừ fga bằng m này, ý là thằng này. Bây giờ đặt hai ma trận đó với nhau để tìm hiểu cái hàm hợp F O G. X gần A sẽ có là G thì gần GA, cho nên cái này nó sẽ ứng dụng với thằng Y bằng GX, đó là F GX trừ F GA bằng M của thằng này, hay thay GX của đây, G này, GY và gần bằng L M ma trận M nhân với L nhân x trừ A bằng M nhân L trừ A. Cái này do là nó một số một vô hướng vector ở ngoài. Quan sát rằng ở bước này chúng ta đã tiến hành gọi là hàm hợp của cái xấp xỉ đường biến tính nhất, đúng không? Theo ngôn ngữ của ma trận thì ta có được cái này, ma trận vector là cái này. Hx trừ HA thế bằng là ML x trừ A. Ở đây ML là một cái xấp xỉ tuyến tính tốt nhất từ của x và a với x gần a, hx và gần a. Thì chúng ta có thể quan tâm đến ước lượng cái lỗi của xấp xỉ đó, nó thể hiện qua việc là x thì sẽ gần a, giá trị của ML là cái xấp xỉ đối tính trở nên khá tốt, đủ tốt rồi. Nhưng mà ta có cái ML bằng là df ga nhân dga gì đó, chúng ta cần thôi, như là này, như là này. Xỉ mà thì coi thằng này tiến đến sát nhau luôn. Không đi thế này. Nó hơi sốc ấy. Bây giờ này, số công thức các đầu vào của một cái các cái giá trị ở trên các hạng ấy, ở trên cái ma trận và công thức cho đầu vào các hạng ở trên tích ma trận, chúng ta viết lại công thức của vượt xích dễ hơn dưới dạng lấy ngôn ngữ của đạo hàm riêng của các hàm thành phần về cho g từ RN vào RP, tức là g x bằng của lô g này, p rồi trong x là từ 1 đến n,
Hàm F từ RP vào R, ta có hàm hợp H bằng F OG ra G trước, GF sau, ta có từ RN vào R. Thế lấy X, đây là X và được tính được rằng này, đây là dị thủ không gian từ số vô hướng, còn X là không gian RN. Thì với rằng J lớn hơn 1 và nhỏ hơn N, thì cái ma trận một hàng nhiều cột này, này là một hàm lượng đơn ấy, có J, có thành phần J, HJ này, X này, tương tự với cái hàng Y trong cái ma trận này, hồi xích. Ở đó thì DFGX là đồng hàng đơn, ma trận là một hàng P cột. Vết tắt Y bằng UMP này, thuộc công RP và một cái hàng DFGX này, có nhỉ? Theo cái công thức của 174 thầy, mỗi thằng này lại để tính toán như thế này, nó hơi lòng vòng một tí nhưng mà hơi khó, cửa khó thật sự. Ok, đọc cái phần tóm tắt này, khái niệm này, hờ của những hàm đa biến. Trong trường hợp thì hàm đa biến có những biến nọ phụ thuộc biến kia, tập hợp biến kia và nói tổng hiểu tổng hợp những cái thằng phụ thuộc trên một cái gọi là cái hợp, khái niệm là cái thằng hàm đa biến là biến này lại phù hợp với biến kia theo cái chuỗi. Cái hàm R vào R đôi khi được nghiên cứu thông qua phương thức đa biến, tức là ta viết lại R vào R là R vào RN sau lại vào R kiểu vậy, thì ta phải sử dụng logic thôi. Cái sắp chỉ đến tính của một tích hoặc một phép hợp là ma trận tích ma trận, để sắp chỉ đến tính một cái hợp, một cái hàm hợp, chúng ta sẽ sắp xỉ tuyến tính từng bước một và cái hợp gốc ấy thì được sắp xỉ bằng sắp xỉ của các hàm tuyến tính mà cho ta gửi cái hàm tích ma trận. Ngắn gọn tức là nếu mà hàm hợp f hàm hợp h bằng f o g thì ta sẽ lấy chính thằng đó là hàm đó bằng tích ma trận của hai đó thôi. Thế xong phân tích đa biến thì nó là ma trận đạo hàm của F O G tại A, mà ở đó cái tích thứ tự của cái ma trận tuyến tính F G tại A và cái tích của ma trận này A và tích của ma trận của G tại A. Cái ma trận này, ma trận tuyến tính này, ma trận đạo hàm của F O G thì mà tích của ma trận F A, GA và với ma trận G tại A. Tách vậy, có phép nhân chấm cho cái này sẽ tương tự này, tương tự với hàm biến thôi. Phức tạp.